Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn nắng nóng sau Tết âm lịch, nhà vườn sẽ cần chú ý điều gì để phục hồi hiệu quả cho vườn cây ăn trái sau thu hoạch? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 25 tháng 2 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.